Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì theo như định kỳ thì thứ tư hàng tuần thì sẽ có special show ở Room 88 vào lúc 20 giờ. Và hôm nay thì team Đà Nẵng sẽ đấu với team của Hà Nội. Và team Đà Nẵng đặt tên mình là Geisha và Idol Kim Trinh và Idol Thế Diễm. Xin chào mọi người. Và xin mời đội bạn nào đi ạ. À, giao lưu ạ. Hello mọi người nha. Hello hai Quân nha. Hello Tân. Hello cả nhà. Ai vậy ta? Ủa không sao. Hello xem. Anh Sói nha. Hello anh Tân nha. Chào tất cả mọi người nha. Dạ chú Dích ơi, đang thủ nick 88 á chú Dích ơi. Trời ơi. Chú gì lên hùng mang trời. Hello bé Tuấn đáng yêu. Trời quá quá trời luôn. Quá trời mình, trời sao luôn. Sao mình không nghe? À, rồi rồi rồi. Dạ. Kinh khủng liền. Hiểu ấn vậy. Mở bài hát cho nó có tinh thần đi ba ơi. Em thấy cái màn hình nó giật giật vậy. Ba sao lát ba ơi, cái màn hình nó giật giảm mấy em luôn ba. 5 ít không giật. Giảm mấy em. Hello Tiểu Bảo nha. Bảo nha. Gì em còi mic. Hello Ro. Hello Náo Đồ nha. Hello Quân Huy. Hello Huy nha. Lên hai cái thằng Quân. Hello lên Vũ. Từ từ để anh lát nó tặng anh Vũ. Trời ơi, chưa mà. Hello Ron. Hello Thanh Hồi nha. Ok nha. Hát bài gì vậy? Hát bài gì chơi chơi? Hát chơi chơi đâu có liên quan đến chủ đề đúng không ba? Hát gì ta? Hát bài gì? Ta suy nghĩ hát bài gì? Còn hát mấy ngàn xu. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ giao lưu trước. Tại vì đồ Hà Nội đang chuẩn bị á. Là mọi người bây giờ muốn team Đà Nẵng hát bài gì? Để team Đà Nẵng hát trước. Giao lưu một chút xíu nha. Kêu ba má tụi em cấm bìa đỏ mà chơi. Thì giảm ai vậy? Hát bài dễ thương đi. Hát bài niềm tin chiến thắng mới ghê chứ trời. Giả man thiệt luôn á. Ba mình nêu sầm mất nhiều đi ba. Hủ tiếu bỏ chút tiêu đi ba. Còn không thì sầm mố đi ba. Đội thông hai mộ ghê vậy. Tiêu Đà Nẵng không sợ thua đâu. Tiêu nặng chú ý là tinh thần thôi bạn ơi, bạn Duy Nguyễn ơi. Mình phải nhoi chứ anh, tiêu chuẩn của mình là nhoi mà. Nhoi mà, tim là nặng là nhoi mà anh gà ơi. Mọi người hôm nay có thấy mập đẹp hơn. Luôn. Lan quá hả? Hello Na. Hello Na cũng mập nha. Mình sẽ quẩy để cho mình lấy không khí chuẩn bị chiến đấu nha cả nhà ơi. Hello anh Hưng. Hello Simu.
Mạng bị lát mất cả nhà ơi. Lên sau chưa ba? Chào mọi người nha. Trời ơi anh tăng được cái slime, cái con quỷ đó nữa. Nó cười một con, nó cười ba lần lần. Lên Loki nha. Chào anh Ron nha. Chào tất cả mọi người. Chào Thanh Hồi nha. Trời lâu quá. Dạ. Ok, cảm ơn Ron nha. Vô lên cổ vũ tinh thần cho em với chị Mập nha. 99 con. Là 300 là mấy? Chính nghĩa là kêu cái lần 9 lần 6 là 9 trong 3 chứ. Một con xấu xỉ chứ, con chẳng xấu xỉ. Ai ủng hộ Đà Nẵng thì nhớ lên lá vàng nha mọi người. Tí nữa cả nhà ơi, chút xíu nữa ủ đạn anh hiểu số nghèo chưa kịp nói gì hết trơn à. À, cả nhà ơi chút nữa thì chút nữa thì Đà Nẵng sẽ Đà Nẵng và Hà Nội sẽ giao lưu khi nào mà bỏ phần giao lưu à? nhưng mà sợ nó nói giao lưu sao? Người ta kêu bỏ phần giao lưu nè. Vậy hả? Và bắt đầu thi luôn không má? Không cần hỏi câu hỏi đúng không? Tức là chị bắt đầu là thử thách là hát ok để chọn ra điểm cao và sau đó là đội nào điểm cao hơn thì đội đó được chọn bài hát trước đúng không? Không bỏ qua mấy cái thử thách kia đúng không má? À, chút xíu nữa phần thử thách vui Đà Nẵng và Hà Nội sẽ mỗi đội sẽ hát hai bài hát mà đội nào mà chuẩn bị lớn hả? Mọi người ơi chuẩn bị nha, ba nốt nhạc nữa là Đà Nẵng xong thẳng vào phòng 88 cả nhà chuẩn bị nha. Xong rồi. Happy Halloween. Trời. Lên Hoàng Hiếu. Lên Hoàng Hiếu nha. Mọi người nha, hello tất cả mọi người và hello đội chơi nha, đội chơi đâu rồi? Nó bị lát, nó lâu thì sợ luôn.
tiếng. Bên hai đứa nó nghe bằng điện thoại chứ. Mình phát đổi thôi. Là sao? Là sao ba? Là sao ba? Anh nói Nguyễn. Alo, alo. À, từ từ. Ai đang chỉnh? Alo. Anh nói Nguyễn. Mọi người có nghe tôi nói nghe giọng đi. Ai đang chỉnh? Alo. Anh tắt của loa đây này. Anh tắt mọi người có nghe tôi nói nghe giọng đi. Ừ, phải nghe bên kia mà. Anh còi sói, sói còi ơi. Ừ, phải nghe bên kia. Anh cười hơi bị nhiều rồi đấy. Anh đang kinh doanh thuốc bổ à? Anh cười hơi bị nhiều rồi đấy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Dã man cười. Tắt tạm cái này đi thì nó sẽ không kêu. Đó. Hay cười nhưng mà nó hay. Tại sao có một con ma mà nó cười dã man đấy nhở? Em cứ tưởng bình thường phải 10 con ma nó mới cười chứ. Chào Thỏ, chào Tony, chào anh Quay, chào mọi người. Ui gà chiên nước mắm. Bên mình đang lên mic đúng không? Ừ. Chào mọi người, chào cả nhà, chào đội Đà Nẵng và chào tất cả mọi người ở Trung Hương 88. Chào cả nhà. Hiệu ứng bị lỗi chưa sửa đó. Thề con ma này nhìn thấy ghét. Dã man. À đúng rồi, hôm nay chúng ta phải thất tình là không được cười đâu. Trời ơi, cười nhiều quá. Người ta đã thất tình rồi mà cứ ngồi cười này là chết đấy. Phải khóc chứ. Chào đổi bên cạnh bên kia nha. Em để ý là hình như ở trong room 88 của mình hình như có một người tên là đạo sĩ. Nếu như mà có anh đạo sĩ ở đây thì làm ơn là đi ra xem ai mà thả ma thả quỷ là bắt triệt hết. Team Hà Nội ơi, triệt hết để hòa bình về với thế giới. Team Hà Nội ơi, cho team Đà Nẵng hỏi chút xíu được không ạ? Mọi người đợi chút nha. Kỹ thuật đang đang có vấn đề về kỹ thuật đang chỉnh sửa thì bây giờ là mình vào thử thách vui hát karaoke để mình vào và vòng một như sao ạ? Thì lấy con ma này. Bây giờ chỉ có bắt buộc là bên mình là sẽ phải tắt loa, xong rồi ví dụ như bên mình mà nói xong ấy là mở loa lên các bạn nói mình nghe tiếp thôi, chứ còn không là em sợ là thế á. Thì mới không bị đúng có rồi gì? Nhưng mà bây giờ nếu như mà thêm một cái nữa là tạo ra một cái phòng riêng để mà có âm thanh ấy thì nó sẽ bị hình và tiếng không liên quan. Tại vì mình sâu bên này còn như là nói trong kia nghe thế hết. Không vậy hả? Đạo sĩ đâu? Đạo sĩ trong kia nghe thế hết. Alo. Ừ. Đạo sĩ đâu? Đạo sĩ. À cháu đang sói còi nha. Ừ. Đạo sĩ đâu? Tắt kiểu gì mà nó không bị vọng vọng nhỉ? Chỉ có tắt như vậy nó mới vọng thôi. Thế nếu như mình sẽ không nghe cái gì nữa. Thế ý là ví dụ như kìa anh đạo sĩ kiểu. Ví dụ như là bên bạn ấy nói thì mình mở loa. Ừ. Xong đến lượt mà bên mình nói thì vẫn phải có tắt loa thì nó mới không bị vọng. Chắc là còn mỗi cái lượt thôi. Tình hình đang bị vọng. Đùa, hôm nay là chủ đề là thất tình mà chưa gì đã có một chàng cười như là ma làng từ nãy đến giờ rồi. Sói sói.
Không nên nói thế giỏi. Ngoan nghe không? Sói ngoan nghe không? Sói mà không ngoan đâu nhỉ, chỉ khóa mỏ sói nghe không? Thất tình là cười hả? Đúng rồi, khi nào mà em thất tình em cũng hay cười lắm, chứ em không khóc đâu. Nha. Hello tất cả mọi người. À, mọi người ơi, lát nữa Team Đà Nẵng nói có ai nghe thì hay mình bật hai đội hát bài hát mọi người ủng hộ Đà Nẵng thì mọi người nhớ lên lá vàng nha, còn mọi người ủng hộ cho Đà Nội thì hãy lên mưa nha. Đâu, mình vẫn còn đang lên mic nhưng mà mình chưa ấn xuống F2 nữa. Ừ. Đúng rồi, Hà Nội là những cơn mưa. Nhưng mà khi nào mà bắt đầu Alo. Bắt đầu vòng 1 thì bắt đầu mới là mưa nha. Bây giờ mình vô phòng karaoke để rồi bây giờ vô phòng karaoke rồi bây giờ bấm thì Team Đà Nội Hà Nội hay là Team Đà Nẵng sẽ hát trước nhỉ? À rồi thì chị Thúy Diễm sẽ hát bài Gửi Người Yêu Cũ nha. Alo cả nhà, và sau đây là phần giao lưu hát karaoke chấm điểm nha. Dạ đúng rồi, mà Mập sẽ hát, nếu như mà điểm cao hơn thì Team Đà Nẵng sẽ được chọn bài hát trước. Cả nhà nhớ ủng hộ nha. Vòng này không đơn giản nha cả nhà ơi. Người hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đàn buồn, sẽ làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, sự thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không màng đến chút nghĩ suy, để em ở lại nhìn đau cũng đau, vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Em che hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đuối, muôn đời. Vì cái dòng này là chị hát để mình tính điểm á, cho nên mọi người chờ chưa cần lên thà đâu nha. Sau khi mà hát xong được chấm điểm cao hơn thì mới bắt đầu vòng một với cả nhà ơi. Từ từ hai Tân ơi, chưa mà sao cứ yêu hoài vậy. Người hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đàn buồn, sẽ làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, sự thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không màng đến chút nghĩ suy, để em ở lại nhìn đau cũng đau, vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Em che hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai
điểm cao hơn thì đội đó sẽ được bốc thăm bài hát trước nha cả nhà. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào? Bây giờ là Đà Nẵng hát luôn hay là chút xíu nữa mỗi người một bài ta? Mỗi người một bài. Dạ rồi, bây giờ mời Đà Nội và mời đội Hà Nội á. À được 90 điểm ba ơi. Bạn tuyệt vời, bạn hát em như cơ sĩ. Yêu nè. Anh nhá. Alo alo, mọi người nghe được không? À bên kia lên rồi. Bên kia lại lên rồi. Tại vì vừa rồi mình chưa bật mic á. Mình chưa bật mic. À lên rồi, lên rồi. Alo. Ok. Như thế này nó có bị giật không anh? Mọi người. Chào mọi người, chào cả nhà. Cảm ơn phần thi của các bạn. I love you. Những bài hát rất là hay. Bài Người yêu cũ gửi người yêu cũ. Và sau đây thì sẽ đến là phần thi của bên Hà Nội. Đó là bài Em sẽ là người ra đi. Đúng chủ đề thất tình luôn. Thôi, thôi nhá. Không cười nữa nhá. Đang thất tình thì buồn nhá. Mọi người ơi đợi xíu nhá. Không như vậy thì nó hay bị tạt lắm. Nó có nghĩa rằng là nó kiểu như mình không có mắt, không cùng nhìn nhau á, thì nó cứ như kiểu là đang đánh nhau cướp lời. Để bạn kem hát rồi Mèo sẽ muốn họa nhá. Thời gian không thể so với tiếng yêu anh không nào, còn tim đâu.
Quá trời ơi. Đây là bây giờ đến các bạn nick đều tên mình. Kịch bản anh. Tức là bây giờ là sẽ công bố kết quả và sau đó để xem. Ôi, hình như cam sang hai bên rồi sao? Alo. Anh thử bật loa xem bên nào có mic vậy. Alo. Alo, mọi người nghe thấy em nói gì không? Có ai nghe thấy gì không? Có. Thấy không? Hỏi là có ai nghe thấy gì không? Anh Tân là anh lập tức không? Anh chát một chữ to bự lên không? Anh không nghe em nói gì cả. Thế mà anh cũng biết để mà trả lời luôn. Chào mọi người, chào bạn với vô, chào cả nhà. Vậy là bây giờ đang là bên mình nói đúng không? Ừ. Nếu như vậy, vừa rồi qua phần thi vừa rồi thì khá là may mắn, đó là đội Hà Nội thì có win phần hot,
Vậy bây giờ là chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Đấy là thách thức đúng không? Thách thức các bạn hát đúng không? Chúng ta sẽ đến với vòng 1 đúng không? Ok. Vòng 1. Mỗi đội sẽ lần lượt hát 2 bài theo chủ đề. Ok. Và mỗi đội sẽ lần lượt hát 2 bài theo chủ đề. Và đội thắng vòng thử thách vui sẽ được quyền ưu tiên chọn bài hát cho đội mình. Và đội đối thủ, có nghĩa là đội có số lượng quà tặng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Kết quả sẽ được dựa trên lượt quà bình chọn của user tính bắt đầu từ đầu đến khi kết thúc trận đấu. Có nghĩa là qua cả 4 bài nha mọi người. Và quà của đội Hà Nội là những cơn mưa, quà của đội Đán Vàng. Có nghĩa là khi mà hai đội mà hát cả 4 bài thì mọi người có thể lên cả lá vàng hoặc là hiệu ứng mưa. Như thế là để cổ vũ cho cả hai đội luôn. Danh sách bài hát là Có Khi Nào Rời Xa của Bích Phương, Lắng Nghe Nước Mắt của Mr. Siro, Betrayal của Yao Si Tinh à? Đâu Chỉ Riêng Em của Mỹ Tâm. Và đội Hà Nội sẽ được chọn bài. Em chọn bài nào? Tức là chọn cho mình, còn đâu là đúng rồi các bạn hay là như thế nào? Mình sẽ được chọn 2 bài hát trong này trước và sau đó 2 bài còn lại sẽ là của đội Đà Nẵng. Là Nghe Nước Mắt và Đâu Chỉ Riêng Em. Được. Có Khi Nào Rời Xa thì nước mắt. Thích Có Khi Nào Rời Xa gì thì Có Khi Nào Rời Xa của hát nhá. Rồi, tớ muốn minh họa. Thế thì Lắng Nghe Nước Mắt đi. Lắng Nghe Nước Mắt đi. Lắng Nghe Nước Mắt và Đâu Chỉ Riêng Em. Đội Hà Nội xin chọn bài Lắng Nghe Nước Mắt và Đâu Chỉ Riêng Em. Và mời đội Đà Nẵng bài Có Khi Nào Rời Xa và bài Betrayal của Yao Si Tinh nha. Thứ tự hát sẽ là Đà Nẵng. Theo thứ tự là Đà Nẵng hát trước ạ. Nếu như thế thì Đâu Chỉ Riêng Em trước nhé, sau đó là Nghe Nước Mắt. Nếu như vậy thì chắc có lẽ là bên đội của Hà Nội bọn xin được hát trước, đó là bài Đâu Chỉ Riêng Em. Ôi trời ơi. Lát dã man. Cái đó hình như là căm thôi mày, hay đúng không? Hay là gì? Đấy là cái extra mày. Anh tắt thần nó đi. Nó đi từ bên trên có, chắc là có ấy. Thì đội Hà Nội tôi xin được hát trước, đấy là Đâu Chỉ Riêng Em. Bởi vì là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chủ đề thất tình, vì vậy là đa số tất cả các bài hát đều là những bài thất tình. Vì vậy là các bạn chịu khó lắng nghe những bài hát hơi buồn. Mọi người hãy tặng cho mấy em những hiệu ứng cơn mưa nhá. Sao toàn lá vàng này. Hà Nội hát phải lên mưa nha. Cảm ơn anh Linh. Hãy
vùng trộn những nhớ mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mơ. Luôn sợ lâu và lặng im nhưng không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Anh luôn nói rằng anh yêu mãi riêng một trái tim dành cho em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bước nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nỗi đắng cay vào lòng nuôi dòng nước mắt thấm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im nhưng không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Và đừng nói yêu em nữa đi. Nhưng lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Cho dù con tim này luôn mong người đổi thay, nhưng giờ đây người mê say một ai kia nào có hay. Để giờ đây đắng cay còn đâu là mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi. Vì em biết lời nói đó chỉ dành riêng em. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi. Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Thôi kệ đi, đội nào win cũng vậy, cái quan trọng là mọi người có một sân chơi vui đúng không? Đó, đấy là được rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả những lá vàng cũng như là những cơn mưa của mọi người dành cho bọn tớ Cao Sa Mita nhá, cả Hà Nội lẫn trong Đà Nẵng. Ok, bây giờ sẽ đến đội Đà Nẵng hát ạ. Mọi người nha, sau đây là phần trình diễn của đội Đà Nẵng và bắt đầu bằng bài hát có khi nào rời xa do Kim Trinh và Thí Diễm cùng nhau thể hiện nha. Mọi người nhớ lên lá vàng để ủng hộ cho team Đà Nẵng và nhớ lên, còn nếu mà ủng hộ team Hà Nội thì hãy lên 10 nha mọi người. Team Đà Nẵng là lá vàng nha mọi người. Mọi người hãy ủng hộ cho team Đà Nẵng chúng em nha. Cảm ơn anh.
mọi người.
Cảm ơn bài hát của đội Đà Nẵng. Đó là bài Lắng Nghe Nước Mắt. Là bọn em không tìm được beat tông nữ thì cho nên là đang phải hát beat tông nam. Dài lắm. Mà nó rất là thốn. Buổi sáng hôm ấy thời em chợt óng, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì anh đã có người yêu. Cứ tay áo vai, xin đừng bận tâm. Đừng buồn vì những gì ta đã có. Em biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù em chẳng là ai. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn anh quay lưng bước đi, lòng em thắt lại, nghĩ đêm mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng xấu như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí xuyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Ôi cái bài tông nam nó thấp á, mà cảm giác hát cái bài này cứ như kiểu là thanh thiếu niên mới vỡ giọng dậy thì. Có khi nào mình hát xong bài này cái mọi người kêu là bà Ken mới đi sang Thái chuyển giới về. Em hãy dễ về tình của em đi mà. Kiểu đàn ông đích thực thì nó thấp á. Không, em không đi đâu. Đừng có chơi lên đĩa bài, không đi đâu, nhất định không đi. Thôi, về với cả anh Dominzu. Này tôi còn đang không? Của bà đó. Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao dối được em, trong em ánh mắt CZ Talk. Tình yêu thì không có sai hồn đâu, chỉ cần em nhất CZ Talk. Em dối đầu nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Em chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thất lạc, nghĩ đêm mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí suyệt trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể tìm được nhau. Mọi người ơi mưa. Ngày nào đây chúng ta chấp nhận sống không biết gì đâu. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn anh người lưng bước đi, lòng em thắt lại, nghĩ đêm mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại.
tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Đôi ta không được đi bên nhau, không được chào nhau yêu thương, phải quên hết đi. Em đẹp nhất CC Talk. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin mời đội Đà Nẵng hát ạ. Mọi người nhớ là mưa do cho Hà Nội và lá vàng cho Đà Nẵng nhé. Xin chào mọi người nha. Sau đây sẽ là bài hát Bechaya của team Đà Nẵng hát. Mọi người nhớ lên lá vàng để ủng hộ cho Đà Nẵng nha. Và lên mưa để tặng cho Hà Nội nha. Mọi người nhớ ủng hộ team Đà Nẵng nha mọi người. Has gone away, quiet after 100 days. Someone they want me.
là nhiều ạ. Cảm ơn Tân nữa, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh biết hả? Cảm ơn anh biết nha. Ừ, cả nhà đã ủng hộ team Đà Nẵng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi đây để ủng hộ cho team Đà Nẵng nha. Và bây giờ là vòng 1 đã kết thúc, thì bây giờ mọi người đã đợi kết quả để chúng ta bước vào vòng 2 nha mọi người. Mọi người đợi một tí để ban giám khảo chấm điểm nha mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ cho team Đà Nẵng nha. Hạnh phúc quá à. Cảm ơn Vít nè, cảm ơn Tân nè, cảm ơn Hàn Quân, cảm ơn anh Trần, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cảm ơn Thỏ Tước nha. Quỷ hà. Bật lên là bị trùng mic đen. Nói lên mic rồi. Hả? Ơ, kết quả đâu? Mọi người đợi một chút nha. Ban tổ chức đang điên đảo xem lại tất cả các clip, tính kết quả sao cho đúng nhất. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Đúng rồi, em đã nhìn thấy Thỏ Tước đáng yêu nói kết quả rồi thì phải. Mưa 21. Chúc mừng team Đà Nẵng nha. Mưa là 2012 à? Lá vàng là 4315. Chúc mừng team Đà Nẵng đã thắng vòng 1. Rồi, em đã nhìn thấy rồi mọi người ạ. Ok, vậy thì xong khi là chúng ta sẽ đến với vòng 2 luôn nhá. Vòng 2 sẽ là mỗi đội lần lượt một bài và múa minh họa một bài nhạc của đội đối thủ, hát với những bài nhạc liên quan đến chủ đề thất tình, với điều kiện các động tác minh họa phải phù hợp, thể hiện đúng thần thái và cảm xúc nhập tâm với lời bài hát. Đội Hà Nội hát trước, đội Đà Nẵng minh họa, sau đó đội Đà Nẵng hát, đội Hà Nội minh họa. Ủng hộ cho đội Đà Nẵng thì là lá vàng, ủng hộ cho đội mưa đội Hà Nội sẽ là mưa. Oh my god. Không, em biết là em hát rồi.
bạn ấy dáng đẹp để cho bạn ấy múa. Hôm nay là được mãn nhãn nha, mãn nhãn. Ok, nếu như vậy thì theo như là thể lệ của ban tổ chức có đưa ra, đấy là đội Hà Nội hát trước và đội Đà Nẵng sẽ múa minh họa. Nếu như thế thì chắc có lẽ là bên Kem sẽ hot trước, hay là bên Thắng hot trước? Dẹp nha mấy bạn, dẹp nha mấy bên bên Thắng hot trước á. Bên đội Hà Nội hát trước đúng không ạ? Mời bạn mời team Đà Nẵng người thắng vòng 1 hát trước nha. Team Mèo team Mèo và Ken sẽ múa minh họa. Nếu mà bật như thế này thì múa minh họa kiểu gì? Em tưởng phải bật song song thì múa được minh họa chứ, đúng không? Thì người ta sẽ song song như ngồi và múa đúng không? Ủa, thế là Hà Nội hát trước hả mọi người? Ok, thế thì để team để team Hà Nội hát trước nhá, và team Đà Nẵng sẽ múa minh họa nhá. Ok, bây giờ đúng không? À, cũng được, ở dưới kia. À không phải, cái này là cái rồi. Đi, anh có dùng đến đâu? Mình không, cái đấy tí nữa dùng đến đoạn nhảy á. Nhảy? Cái nhảy ở cuối. Mọi người đợi tí nhá, mọi người đợi xíu. Sao lại như vậy? Bây giờ là team Hà Nội sẽ hát và team Đà Nẵng sẽ múa minh họa. Team Đà Nẵng đã sẵn sàng chưa? Sao không thấy các bạn đứng dậy vậy? Mọi người nhớ lên mưa dành cho team Hà Nội và nắng, à quên, lá vàng dành cho team Đà Nẵng nhé. Cái gì nhỉ? Em cái mưa. Ôi tôi chết. Đây hả? Nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Team Hà Nội sẽ xin phép trình bày bài Em Gái Mưa, thể hiện là tên team của ngày hôm nay. Nhạc to đi. Chúng ta hãy cùng mang những cơn mưa đến với Em Gái Mưa nha. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chiều theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bấy nhiên. Ấm dần mưa thấm lâu, em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh cho ta đi, thương em như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu. Trong vắng tim cứ đau và nhớ lại, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười miễn sao bờ môi ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần yên giấc, vì
trên cao, khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đen quên hình bóng sông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Giờ gió em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ. Phải về với hành tinh của em đi mà. Còn yêu cho tới khi anh đó chối từ. Cảm ơn An. Thì lập tức 10 cái đĩa bay lên luôn. Em gái mưa nhận ra là mưa nó phải hoành tráng chứ nhở. Vì hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Em muốn hỏi anh rằng chúng ta là nào, rồi là người đến vô tận, chắc sao được sự tàn nhẫn. Anh cho phương tiện đưa em đi về hành tinh. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trông vỡ tim cứ đau và nhớ lại, đành phải bỏ hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng với anh. Anh đã bao lần yên giấc nhìn trên cao, khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đen quên thành bão sông tố đang dần kéo đến, trời non dịu dàng với anh. Em đã bao lần yên giấc nhìn trên cao, khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đen quên thành bão sông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Giờ sau em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ. Em đẹp nhất City Talk. Em gái lá. Em gái mưa giờ chuyển thành em gái lá. Em đẹp nhất City Talk rồi. Ngại quá, thẹn quá. Xíu quá đi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh chị. Em hãy về với hành tinh của em đi mà. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn, các anh và các chị. Và sau đây là đến đội đến đội của bên bên Đà Nẵng. Tôi nghi lắm. Rồi, hello mọi người nha. Bây giờ sẽ là team Đà Nẵng sẽ hát và team Hà Nội sẽ múa nha. Mọi người ủng hộ team Đà Nẵng thì hãy lên lão lạc. Người ủng hộ team Hà Nội thì lên mưa nha. Bài sau đây là bài thử thách team Hà Nội là bài đồi hông hai mộ nha mọi người. Mọi người.
cuộc tình chứ không phải là bài đồ thông hai mộ nha. Bên team Đà Nẵng có sự nhầm lẫn một tí ạ. Rồi. Mọi người ủng hộ cho team Đà Nẵng hãy lên lá vàng nha. Và team Hà Nội ơi, mọi người đứng hai bạn team Hà Nội đứng nhảy múa đi ạ. Mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đan độ chẳng cho từng ngày thấy anh áo em trắng cả đường về, lá thư ươm mộng hồng cho môi tình xanh như rồi lỡ mối duyên tôi đóng đàn nữa đã đi chặn ra từ ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nán cả cõi lòng đứng nhìn em bước đời nhờ người ta dâng lên cung lễ quy thôi.
điểm nha mọi người. Đợi một tí ban giám khảo chấm điểm, sau khi có điểm chúng ta sẽ tiếp tục vòng 3 nha. Shigoka-san. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Gominasai. Gominasai. Sai. Chị ơi chị. Má ơi. Trời ơi, sao người Nhật mà lại nói Kamsahamnida tiếng Hàn vậy? Arigato chứ. Trời ơi, say quá rồi, team Đà Nẵng làm cho team Hà Nội say dã man rồi, tí nữa về thế nào cũng không ngủ được. Lại còn đắp mộ nữa chứ. Cái gì cũng mộ này, đắp mộ rượu, đắp mộ cuộc tình này, không biết là diễn như thế nào. Đây là đắp mộ cuộc tình đỡ, vừa rồi là bạn ấy kêu rằng là đồi thông hai mộ là nghi lắm, hai đứa kiểu này là chuẩn bị nằm xuống để lấy một cái chăn và sau đó là đắp lên, rồi có khi là sẽ cầm thêm cái thánh giá, cái thánh giá mới cắm lên cái mộ, xong cái có khi chả cần phải múa gì, thế là có hai cái mộ luôn. Nhưng mà may sao các bạn ấy lại đổi thành đắp mộ cuộc tình, cho nên nói chung là nó cũng là mộ đúng không? Mà rõ ràng là đắp mộ cuộc tình thì người ta đang định nằm xuống để diễn thì mọi người lại cứ bắt phải đứng dậy là như nào? Đã mộ rồi làm sao mà đứng dậy được? Anh Linh ạ. Tất nhiên rồi. Ok, file Linh nhá. Có kết quả chưa? Có rồi. Ok. Từ giờ em sẽ không bao giờ thi cái room này nữa. Vậy là kết quả của chúng ta đã có. Đội bên Đà Nẵng đã chiến thắng và chúc mừng các bạn ở Đà Nẵng. Một lần nữa thì cũng cảm ơn những món quà và những chiếc lá, những... cơn mưa cho bọn mình ngày buổi xuân ngày hôm nay. Và cũng không quên cả em hãy về với tình của em đi mà. Những cái đĩa bay không hề liên quan của hội anh Phúc Long và anh Patrick cùng các anh Sơn. Dạ vâng, cảm ơn. Không, nhất định là sẽ không về. Em nói rồi, em không về. Cho nên là 10 cái đĩa bay cũng vậy thôi. Không, em không về. Có anh Domin Jun mà, về đi. Cuộc thi thì nếu như mà đội nào mà liên tục thắng 2 vòng thì mình không cần thi vòng 3 và đã có tỷ lệ là đã thắng rồi ạ. Nhưng mà ở cái vòng không cần thi vòng 3 thì sẽ có một cái vòng quyết định, đó là vòng vượt lên chính mình. Và Hà Nội là bị phạt nữa nha cả nhà ơi. Hà Nội ơi, Hà Nội bị phạt là phải vẽ mặt xấu và nhảy theo y con bựa nữa nha cả nhà. Vượt lên chính mình. Bây giờ phải tắt mic ạ. Bây giờ sẽ đến hình phạt trước nha, xong sẽ thi cái dòng vượt lên chính mình nha cả nhà. Bây giờ mình bị phạt đúng không? Anh bật cái hình phạt. Cái gì ạ? Sao tự dưng bắt đứng dậy như bắt đâu? Đứng dậy nhảy mà còn nhảy theo cái hình bữa. Thế bây giờ chẳng nhẽ bây giờ các bạn ấy bắt trồng chuối. Bắt trồng chuối thì không nhẽ hai đứa phải tìm cách trồng chuối à? Sai quá, em thấy cái này sai quá. Quản lý ơi, em thấy cái này sai quá. Này, bắt trồng chuối có khác gì mình phải đứng dậy mình trồng chuối không? Hình phạt là nhảy cover theo icon bữa. Không biết là icon bữa là icon thôi, gì bây vậy giờ, team Đà Nẵng sẽ phạt team Hà Nội là vẽ hình của con cá mặt ngu nha. Không, nhảy cover theo ai chỉ cần vẽ bằng cá mặt
ngô thôi, không cần nhảy nha mọi người. Nó sai lắm, nó sai lắm đấy. Không, cái đấy, cái đấy. Đó, cái mấy cái hình mà nhảy, nhảy mà hình con người đó. Hình con người nhảy xong rồi bắt đầu là có cái mặt con gấu. À, team Hà Nội ơi, team Hà Nội search trên Google hình con cá mặt ngô và vẽ, vẽ giống như cái hình của con cá mặt ngô ở trên Google nha. Bỏ đi. Không, cái này không nhá, cái này không nhá. Là ai chửi? Em ơi, nó lại còn như thế kia nữa. Em bật từ một cái đoạn đầu đi. Bao xuống mất đi bao ơi. Ra bạn cái đó mà. Em ơi, có những hình em không dám tưởng tượng. Ôi, sai quá mà ơi. Anh thì nhảy về cái sticker mỗi ai là người nghĩ ra cái thể lệ không, phản môn này là cái hai rồi. Hu hu là ai? Chắc là cái này này. Em thì em không biết là ai là người nghĩ ra cái hình phạt kiểu như thế này, nhưng mà em biết chắc chắn một điều rằng là đây là cái người ế lâu năm lắm 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 mới có thể nghĩ được ra cái hình phạt nó mang cái tính chất biến thái như thế này. Không biết tin được. Không phải đâu, lúc em thấy có cái hình gì cơ, bị nách rồi. Ui sợ thế. Coi kìa, có cái kiểu gì một người anh không em có cái này này không vẽ, không có cái gì để vẽ cả, bây giờ chỉ có nhảy thôi. Đưa đây em bật xem nào. Có cái kiểu mà, có cái kiểu một người thì đứng gọi như là đưa cái bóng ba ra. Nếu như mà xem Hà Nội không muốn vẽ thì xem Hà Nội có thể nhảy ạ. À, nhảy theo, theo theo icon bữa nha cả nhà. Team Hà Nội nhảy bài Lucky You đi nha. Mình đang thất tình mà, team thất tình mà. Mọi người đợi gì nhá. Cho lên, lên, mọi người nhìn thấy gì không? Anh bật nhạc xem nào. Ủa sao không có nhạc à? Trời ơi, nhìn mấy con gấu này thật dã man. Anh ơ, nó đã lên chưa? Mọi người đã nhìn thấy mấy cái hình minh họa chưa? Mọi người, mày quay sẵn rồi. Bỏ đi anh ơi. Mọi người đã thấy mấy cái hình minh họa chưa? Ôi anh che hết cả màn hình rồi, thế sao ấy? Che màn hình của bọn em rồi sao ấy? À đây rồi. Ô chết, mất rồi. Kéo xuống phía dưới đây này. Rồi. Bây giờ anh ấn vào một cái này xong ấn vào cái này là được. Ơ không phải cái này. Rồi anh.
Bỏ đi. Tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác thôi mọi người nhé. Tất cả chỉ là ảo giác thôi, mọi người hãy quên hết đi. Em hãy dễ về tình của em đi mà. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 của team Đà Nẵng nha. À, vòng 4 của team Đà Nẵng luôn nha. À, mọi người cổ vũ nhiệt tình cho team Đà Nẵng nào. Không, bây giờ sẽ đến vòng cuối cùng của team Đà Nẵng. Đấy, cổ vũ nhiệt tình cho team Đà Nẵng nha. Clip vừa rồi ai quay lại thì hãy xóa ngay đi nhá.
Mọi người đợi một chút, team Đà Nẵng đang chỉnh lại lý do kỹ thuật một chút. Không xóa, không xóa thì thôi. Thôi ngay nhá, anh chấm dần chấm lại đây. Chấm dần chấm lại đây. Không biết là ai cả. Bây giờ mọi người lên gì cũng được tặng quà cho team. À, team Đà Nẵng, đúng rồi. 3.000 lá vàng rơi là team Đà Nẵng sẽ được tặng phần quà là 2 triệu đúng không? Mọi người cổ vũ nhiệt tình cho team Đà Nẵng nhá. Nãy đi mượn tiền góp chơi thì chắc là tháng này anh Tân ăn mì tôm cuối tháng đúng không? Thận bây giờ đang có giá bao nhiêu đấy hả Pi? 5,5 tỷ à? Một quả thận 5,5 tỷ à? Tưởng mì tôm là kiểu mì tôm hùm ấy. Mì tôm không phải mì tôm bình thường đâu, anh ấy phải ăn mì tôm hùm ấy. Gì có thật 10 tỷ quá, thật nào mà có 10 tỷ vậy. Em thấy có hôm trước vừa đăng lên bán thật là 5,5 tỷ thôi. Hôm nay em chẳng thấy có anh nào mà đi bán thật rồi. Mười nghìn iPhone X á? Chúng ta sẽ đợi một chút đến cái vòng cuối cùng, vòng chung kết. À nhưng không phải vòng chung kết, là vòng là vòng gì nhỉ? Nói chung là vòng cuối cùng của team Đà, vòng quyết định vượt lên chính mình. Mọi người cổ vũ nhiệt tình cho team Đà Nẵng với 3.000 đá vàng rơi nhá. Hôm nay là phong cách thất tình mà em thấy mọi người cứ cười. Tức là nếu như bây giờ muốn Đà Nẵng win ở vòng 3 nữa thì mình sẽ lên 3.000 lá vàng nha cả nhà ơi. À, anh Tăng ơi, anh Vít ơi, có thể ủng hộ cho em 3.000 lá vàng nữa được không ạ? À, anh Vít chảy mồ hôi rồi. À, và sau đây là ca khúc Giả Vờ Thương Em Được Không của idol Kim Trinh hát và idol Thí Diễm sẽ múa nha. À, ok. À, em hát đi. Mọi người lên, đợi lên nhạc nha mọi người. Giả Vờ Thương Em Được Không. Đứng dậy hát đi. Trinh sẽ bỏ ghế ra và đứng hát nha. Ok. Có cần chỉnh cam không? Con mập, con đứng lại chỗ khác mập. Không thấy. Không thấy cái video, không thấy cái... Ba ơi, bật cái rồi, ok. Mọi người nhớ lên lá vàng ủng hộ cho team Đà Nẵng, 3.000 lá vàng để hai chị em của em được thắng đêm nay nha. Cảm ơn mọi người. Anh biết thôi anh Tân ơi, ủng hộ cho hai chị em nha. Có bao giờ anh nhớ em không? Đã bao giờ anh thương em dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ
mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ. Anh đã từng khóc vì em, chắc chưa từng vì em là người thừa. Em xin dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không muốn ai biết đường. Anh ơi em muốn đi cùng anh, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi. Nơi yên bình nhắn, nơi em muốn tất cả là sự thật. Điều đó chạy không, bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Em cứ vã nhưng anh lại vã cũng bận không. Anh ơi em lạnh lòng, em sợ lắm khi đông anh về. Giả vờ như anh thương em có được không? Có bao giờ anh nhớ em không? Đã bao giờ anh thương em dù chỉ hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ. Anh đã từng khóc vì em chưa, chắc chưa từng vì em là người thừa. Em xin dừng để gói ghém yêu thương, cất nửa nơi mà không một ai biết đường. Anh ơi em muốn đi cùng anh, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi. Nơi yên bình nhắn, nơi em mơ tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chắc có lắm phải không? Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Ủng hộ cho Đà Nẵng thì hãy lên lá vàng. Vòng này Đà Nẵng lên 3.000 lá vàng thì sẽ win trong tối hôm nay nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À ba rồi, ok được rồi bạn, được rồi. Lên lên ship rồi, ok. Cao quá nó sẽ lòi cái đùi chứ cơ. À người vô hình của Minh Hằng nha ba. Vâng, xin cảm ơn idol Trung Trinh đã hát cái bài Giả Dời Thương Em có được không? Đúng là những cái con thất tình hát những cái bài thất tình thật. Vâng, và sau đây Mập Mập cũng bị thất tình cho nên Mập Mập cũng sẽ hát cái bài Người Vô Hình nha. À, Hóa Thiết nói giọng Hà Nội cơ à? Ơ, vâng, ca khúc Người Vô Hình. Anh nhưng sao nước mắt em rơi, em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, quá yêu em ngọt ngào. Để giờ đây quê lương đắng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều khi nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký, ngày tháng năm. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cảm.
Không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em. Em đẹp nhất CC Talk. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà nhìn trắng đen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng người ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh chào em sẽ đợi anh đi. Sẽ có thật nhiều từ nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Anh Khánh Ngọc Huyền ơi, anh lên lá vàng ủng hộ à. À, em còn à, một vài phút nữa thôi là sẽ kết thúc đêm nay rồi. À, được 3.000 phần quà lá vàng thì team Đà Nẵng sẽ chiến thắng trong vòng trong tối hôm nay nha. Cảm ơn anh Tân, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho team Đà Nẵng vào tối nay nha. Cảm ơn mọi người. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim em đã không có hình bóng của anh. Ngồi bên anh mà nhìn chẳng quên, em nhìn anh sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào để giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ có thật nhiều tí nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau. Người biết không, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào để giờ đây quay lưng đắng. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Vâng, mặt bà Kim Chinh, mặt bà Kim Chinh rất là cảm ơn cả nhà nha. Dạ, cảm ơn hôm nay Mập và Trinh Trinh rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành, cùng ủng hộ, cùng nói chung là cảm ơn. Tại vì bây giờ cảm xúc nó nhiều quá, nó nhiều thăng hoa quá, cho nên là không biết mình nên dùng những cái lời lẽ nào để nói hết được. Một lần nữa Mập và Trinh Trinh cảm ơn cả nhà. Lá vàng 11, Đà Nẵng nhận được Phật thưởng từ ban tổ chức. Đà Nẵng không được nhận à? Dạ rồi, dạ. Vòng ba này không thắng nha cả nhà, nhưng mà rất là cảm ơn cả nhà. Cảm ơn anh Tân nè, cảm ơn Vít nè, cảm ơn nhiều người quá. Vâng, cô Tết đã đồng hành với Mập à. Dạ. Thôi bây giờ team Đà Nẵng nhường lại quyền nói. Nói lại cho team Hà Nội nha cả nhà. Bị lếu lưỡi. Mình nói lại cho team Hà Nội nha cả nhà.
cuối cùng thì cuộc thi của chúng ta cũng đã tới đây bây giờ là cũng đã hết. Và cuối cùng thì cuộc thi của chúng ta cũng đã không được tôi nghĩ tự dưng tới lại bị bí. Chúc mừng các bạn Đà Nẵng và một lần nữa thì cảm ơn tất cả những men của Talk TV đã vào trong 882 để cùng tham gia chơi và cùng có một buổi tối rất là vui vẻ giải trí từ lúc 8 giờ tối đến 10 giờ tối thứ tư. Và cứ mỗi tuần 8 giờ tối đến 10 giờ tối thứ tư, tức là 20 giờ đến 22 giờ các bạn vào trong room 88 thì sẽ luôn có những em hãy về với hành tinh của em đi mà. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người. Không, em bảo em không, em không về mà. Không, đi xe đạp thì chịu, đĩa bay không đi. Và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mọi người nhớ xóa cái clip lúc nãy của bọn mình nhảy đi nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kansai Mita. Bye bye.